bộ não chính là tâm hồn của con người. Đó là ổ cứng cao cấp mà không một máy tính công nghệ nào có thể theo kịp. Tôi sẽ làm phẫu thuật. Hãy bảo người giám hộ ký vào giấy cam kết vào phòng phẫu thuật đi. Vâng. Một cuộc đối đầu đầy tính nhân văn giữa hai thầy trò Kim Sang-chun và Lee Kang-hun trên lĩnh vực y học. Đó là cứu chữa những tổn thương của bộ não con người. Đợi cho đến khi tình trạng của bệnh nhân trở nên nguy cấp hay sao? Bác sĩ Lee Kang-hun, cậu làm gì trước mặt bệnh nhân thế? Mau ra ngoài đi. Chắc chắn em sẽ thắng. Sớm muộn gì cũng có ngày đó. Tại sao mình lại yêu một người lạnh lùng? Trước những xung đột, tham vọng và cám dỗ, liệu họ giữ được chữ tâm trong nghề nghiệp hay không? Mấy tập phim Hàn Quốc mang tựa đề Tâm Y sẽ được trình chiếu trên sóng NTV vào lúc 17:45 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 20 tháng 6. Mời quý khán giả đón xem.